Hello mọi người. Thì cái lò dịch nó cũng gần nhà, với bữa giờ em ăn đêm quá trời nên thôi bữa nay em lại bộ em đi nha. Trời ơi, gần Tết là mát quá trời mát luôn. Vừa lạnh vừa mát nha, chứ không phải là mát không nha. Đừng có nói em mới là thời tiết này em tự động em nói em mát nha. Còn mọi người coi trái xoài nè, ngon. Biết em như tự kỷ vậy đó mọi người. Chợ nè, người ta chưa có mở chợ ấy nữa. Quay kiểu gì nhìn cảnh đẹp quá ha. Đi từ nãy giờ mà quên nói với mọi người nữa là em đi mua hộp vịt lộn về em làm thử thách ăn hộp vịt lộn nha mọi người. Tại vì á, em một mình em có thể là ăn được 10 trứng á, nhưng mà ăn hơn được hay không thì em cũng chưa biết, nên bữa nay em sẽ làm thử thách. Em đã mua được hộp vịt lộn rồi, nhưng mà em làm màu nha mọi người. Xin mấy trái xài tối về để hồi bẻ mấy trái xấu xấu rồi. Ây, sợ tay bẻ đây. Mọi người thấy ngon. Em sẽ bẻ thêm trái này nữa em nghĩ. Dạ. Trời ơi, dính mũ hết trơn rồi. Ở dưới quê, ở dưới miền Tây em á mọi người, kiểu mình xin cái gì cũng dễ hết á. Giống như kiểu người ta, mình xin nhiều á thì có khi người ta không cho nha. Mà mình kiểu mình xin vừa đủ mình ăn á, mình đừng có phá đồ này kia của người ta, là mình xin bao nhiêu ta cũng cho hết. Rồi không, em như cùng miền Tây vậy đó. Nắng quá trời nắng luôn rồi. Nãy em tưởng trời mát. Đó. Con cáo này nó vô chi lắm mọi người. Nó chuẩn bị ngược em nữa rồi đó. Trời ơi mọi người ơi. Ở ngoài kia còn nhiều hơn nữa mọi người. Đó ngồi cây xài này, mấy cái xài nha. Này nhà bà cóc em. Bà nội em nói biết nhìn em như là tự kỷ, bà sợ em bị bệnh lại á. Bà nói sao mày hiu hiu trong phòng, mày nói chuyện cái điện thoại không vậy? Đó là con đang video call với bạn. Bà nói chuyện gì mà tối ngày với ban ngày cũng nói, ban đêm cũng nói. Mệt quá trời mệt. Đã tới ngôi nhà thân yêu mà shipper hay ghé. Chết rồi, sao bỏ cái đèn lai chim ngoài này. Mọi người có nghe không? Nãy giờ bà nói rồi. Tí nữa là em không có gỡ cái tiếng đâu, em để cho mọi người nghe luôn. Tối ngày ở nhà là em bị chửi khùng vậy đó. Đây là 15 trứng vịt lộn. Nãy tính mua 20 rồi. Mà gần Tết rồi thôi, đừng sát sinh quá. Mình ăn nổi nhiều quá thì mình nấu.
của em là kênh Nam Phương Vlog. Thì em sẽ thực hiện thử thách là ăn 14 chén vịt lộn nha. Thì mọi người thắc mắc là tại sao nó là số 14 không phải là 15. Tại vì trên cái hành trình đi rửa thì em làm bể hết một trứng rồi. Để coi bữa nay em có ăn được không nha. Tại em con gái nhưng mà cái sức em ăn đồ giặt lắm mọi người ơi. Chấm với muối tiêu chanh nha. Trứng đầu tiên thì nó nền nã lắm mọi người. Ngọt. Mời mọi người ăn chung với em nha. Thường thường là em sẽ ăn lần nguyên trứng, nhưng mà do là mình mất ban mà mình ăn như vậy thì nó cũng hơi thô thiển quá ha. Em thấy ăn nửa trứng trước. Một trứng nhanh ha. Nãy rửa em thấy sâu mà tính ăn mấy lá bị sâu luôn, nhưng mà keo găm. Cái này nó hết. Em á thì em thuộc biết người em sợ ăn nóng mọi người. Em ăn lẩu á, là em ăn lâu, em ăn chậm lắm. Em sợ nóng. Cái án nó cứng quá. Nước nè mọi người ơi. Xin lỗi. Em tha son á, cái ăn dính son à. Trứng thứ hai nha. Tại vì á, cái sức ăn của em á nó trâu bò, nên nhiều khi em đi ăn bình thường với bạn bè em á là ăn 10 trứng em vẫn ăn được bình thường. Cái này con nhỏ quá ha. Hết trứng thứ hai. Ủa chưa. Hộp gì lộn là phải đi đòi với rau găm. Nhiều người ta hỏi em nè, ơ sao mày mầm, mày kiểu như là mày ở trên mạng á, mày bị người ta chửi nhiều vậy mà mày không ngại, sao gặp tao mà tao bị chửi vậy là tao không chơi nữa đâu. Thiệt, không chơi TikTok hoặc là kia nữa không. Em thấy cũng bình thường. Thì nhìn vô mặt tích cực á thì em thấy TikTok cũng làm thay đổi em nhiều lắm. Kiểu mới đầu chơi á, mọi người góp ý là chân mài đồ này kia, thì người ta góp ý cái nào mà ok thì mình cứ hoàn thiện từ từ thôi. Em thì em hoàn thiện em từ từ, chứ không phải là em làm một cái mộc là thành người khác được. Ừ.
mua ngay cái chỗ mà con nhỏ. Em ăn hộp lộn hết con nhỏ. Nhà em á, bữa giờ gần gần cái vụ mà cái em bé mà 10 tuổi bị rớt xuống dưới cái cọc cọc cái đó kêu bằng cái cọc hay gì á. Thấy thương thiệt mọi người. Em thấy nhiều người lên mạng, em thấy có cái bài đăng gì chỉ trích cha mẹ của bé không? Không có ai muốn con mình bị gì hết. Nhưng mà người ta chỉ trích cũng có phần đúng. Cho nó là do cha mẹ vô tâm với con rồi kia cũng đúng. Nhưng mà em thấy là đúng 25% thôi. Mà em kiểu do thời thế rồi, ngay đó, ngay bây giờ á, nó cũng nhạy cảm về cái mấy cái việc này á, nên mình cũng đừng nói gì tội nghiệp cha mẹ của bé. Thì nói chứ ở đây cô chú vòng vòng sớm á, lợi nhà hay lợi nhà em mở tivi đồ coi á, coi á, nói là bé nó rớt vậy đó, không biết kéo lên được chưa, không biết kéo lên được chưa, cứ hỏi, cứ coi, cứ kiếm tin tức hoài á mọi người. Hỏi là nhà em cũng nói á, là nói chứ bây giờ á nha, người lớn mình còn chịu không nổi, nó huống chi là một đứa con nít. Rồi em có nghe một số bài gì mà yếu tố tâm linh kể về chuyện thấy mắt chú dầu thấy ra rõ luôn á, thì người đàn ông người ta, cha em cũng vậy nữa, không bao giờ mà thể hiện ra đâu, nhưng mà nhìn cái ánh mắt thôi là mình biết. Em nói chuyện từ nãy giờ em quên em ăn mấy trứng rồi đó. Em cũng biết sao mà kiểu em biết sao mà kiểu trên mạng á mấy anh chị tô xích, mấy anh chị không thích em tới mức vậy. Hôm bữa có chị kia chỉ comment, chỉ vô comment là cái gì con bé này là gu của mấy em 2K rồi này kia rồi các kiểu, tao nhìn hoài tao không thấy con bé này dễ thương hay là con bé này đẹp ở chỗ nào nữa. Mình nếu như mà em cũng không nhận em dễ thương, em cũng không nhận em đẹp, mà nếu như mình cảm thấy vậy á không thích được, mình không thích vậy mình vô mình coi mình comment ta chi. Giờ này cũng chiều rồi, nhà em chiều là ồn ào lắm mọi người. Không trời, mọi người coi cái trứng này nè, mà biết đầu nào là để đập, đầu nào để ăn đâu nè. Em thấy nhiều người người ta ăn trứng vịt này nha, ta rất là thích ăn hộp vịt lộn. Nhà em có hai người là kiểu người ta rất là thích ăn hộp vịt lộn, rồi người ta nhà em hi em đi rất là thích ăn hộp vịt lộn nha, ăn một lần là có thể là ăn 5-6 trứng. Cái nhiều người ta chỉ ăn 1-2 trứng là người ta ngán rồi, mà hi em ăn là 5-6 trứng, nhưng mà không bao giờ ăn con nha. Ăn hộp, thích ăn hộp vịt lộn mà không thích ăn con. Rồi mọi người cũng biết đó là mấy cái con nó về đâu hết trơn rồi đó. Nước nhiều không. Em thấy nhiều anh chị thích ăn hộp vịt lộn mà luộc nước dừa, sao em không thích nha mọi người.
Em không thích, nhiều người ta nói là luộc nước dừa là ăn nó ngọt hơn, rồi nó nói chung là người ta sẽ nói là luộc nước dừa ăn ngon hơn là luộc nước bình thường. Ừ đúng rồi, tại bản chất của nước dừa là nó ngon hơn nước nước lạnh mình là, nhưng mà em thấy luộc nước dừa ăn rồi cái hột dịch nó bị ngọt đó mọi người, nó bị ngọt ăn nó mau ngán lắm. Mời mọi người nha. Nãy tính đem xào me rồi, xào me ăn ngắn, cái tính đem hay ngắn lắm mọi người. Tự nhiên ta đang quay, bà cố nội gọi điện không biết, nói chuyện cũng ngọt. Nói là ờ cưng ơi, cưng bên cưng có nhận bia với nhận like sản phẩm không? Cái mình mới nói á, dạ chị ơi, nếu như mà chị muốn cái gì á thì chị liên hệ với quản lý em nha. Em á thì em không có biết bằng cái này đâu nha chị. Mình nói là em cho chị số quản lý nha. Mình nói là em đang quay á nên chị cũng một tí em gọi lại cũng được, hoặc là chị gọi cho quản lý em mình cũng cho số đàng hoàng. Mà không, để chị nói với em, để chị nói với em. Ủa mọi người ơi, vậy phải bả vô duyên không dạ? Là chị vô duyên hay là do em chảnh? Nhiều người tính ngộ lắm. Đây ủa cưng bày hài ghét cưng quen hả cưng? Nhiều khi em thấy cái đó là bình thường rồi. Bả cho em học dịch giữa luôn, vậy là em lỗ, em lại em lỗ ta. Trời ơi, đâu ra được học dịch giữa đã vậy trời, hút sọc sọc luôn á. Giữa nước nữa, ngay giữa nước nữa, quá đã. Nó có hiện tượng lạ đó mọi người, nó có hiện tượng tới cuốn họng rồi đó. Hộp dịch nó con nhỏ là nó nhiều nước vậy đó mọi người. Em thấy có nhiều người nha, ta ăn hộp dịch xác đổ ghê đó. Kiểu như là ở em lên like á, mọi người hỏi em biết được, em trả lời, em có chủ đề em nói á. Em lên đây em tự nói em cũng không biết nói gì. Bóc con ăn đi mọi người ơi, luộc trong chảo chín không đều.
dữ lắm rồi đó. Nhiều người ta kêu cái mày làm cao su. Trứng nè mọi người ơi, trứng này trứng cuối nha. Tại mọi người biết sao mà còn 4 trứng không? Tại lúc đầu em rửa em làm bể lên trứng. Quá trời mày. Bỏ mẹ nha. Nếu như mà gán cho em gán được 2 trứng nữa. Mà ăn rán ăn không nổi đâu mọi người. Không phải ăn rán nó khó chịu á. Thì cái thử thách đó mà ăn 15 chén thịt lộn của em thì em không hoàn thành nha. Ở đây là còn 4 trứng, là em chỉ ăn được 10 trứng thôi. Tại vì lúc đầu em rửa em hậu đậu với em làm hư một trứng, là còn 14. Tại em muốn nước có ra á, sao bây giờ em mợ quá trời mợ. Cảm ơn mọi người đã xem clip này. Nếu như mà mọi người thích em á thì cho em xin một lượt đăng ký nha. Nếu như mà có muốn em ăn cái gì hay làm cái gì như nào á thì mọi người comment đi. Nếu như mà được nhiều like hoặc là em thấy cái đó ok đó, thì em sẽ làm nha. Bye bye mọi người.